Mến chào quý vị khán giả đến với tin tức 24h TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và thế giới. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24h hôm nay, kính mời quý vị đến với những tin trình sau đây. Phát hiện cán bộ xã tiếp tay 7 đối tượng khai man hồ sơ, trục lợi chính sách. Khởi tố hai băng giang hồ đâm chém nhau náo loạn đường phố Đà Nẵng khẩn cấp lập đoàn kiểm tra vụ tố thức ăn ở cơ sở cách ly có giòi ở Khánh Hòa. Bắt đối tượng treo lên nóc nhà lấy trộm hoa lan ở Hà Nội. Nợ 29 triệu bị cưỡng chế bán nhà cửa, thu hồi quyết định cưỡng chế giải tỏa cây biên. Ngăn chặn kịp thời hơn 40 quái xế tụ tập lạng lách trên đèo Hải Vân, mừng lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Cháy lớn ngay trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khiến nhiều người bị thương bắt đối tượng lấy trộm xe của người tình mang đi cầm cố. Sau đây kính mời quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết. Mở đầu là thông tin nóng, phát hiện cán bộ xã tiếp tay 7 đối tượng khai man hồ sơ trục lợi chính sách. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 5, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Quảng Yên xác nhận tổ chức cá nhân liên quan đến vụ việc 7 đối tượng lập khống hồ sơ trục lợi chính sách đến thời điểm hiện nay chưa ai bị xử lý. Đáng lưu ý, liên quan trực tiếp đến sai phạm trên có ông Đàm Văn Hoàn, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam xã Quảng Yên, ông Trịnh Sĩ Lợi, Bí thư thôn Yên Cảnh, ông Ngô Văn Vũ, Bí thư thôn Trung Đào. Hiện những người này đang trong thời gian chờ xử lý, thế nhưng vẫn được Ủy ban bầu cử xã Quảng Yên lựa chọn làm tổ trưởng tổ bầu cử thôn Yên Vực, Yên Cảnh, Trung Đào. Trước đó, từ đơn tố cáo của công dân, thanh tra quốc phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc thanh tra và xác định có 7 trường hợp tại xã Quảng Yên đã khai man hồ sơ không đúng thực tế nhằm trục lợi chính sách của nhà nước. Theo quyết định 62-2011, quy đề TTG, cụ thể gồm các trường hợp ông Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Đình Bảo, Nguyễn Văn Mậu, Trị Sĩ Lợi, Trương Công Ninh, Ngô Xuân Vũ. Đang nói trong số 7 trường hợp thì có 3 người là đảng viên. Kết luận chỉ rõ để xảy ra sai phạm trên là do Hội đồng Chính sách xã Quảng Yên không thực hiện đúng trách nhiệm quy trình, không tổ chức hội nghị xét duyệt, đề nghị hưởng chế độ và không niêm yết danh sách mức hưởng chế độ. Ngoài ra ông Đàm Văn Hoàn, nguyên phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Quảng Yên tự lập khống biên bản hợp Hội đồng Chính sách xã không đúng quy định. Từ những sai phạm trên, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa đề nghị huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện và ban chỉ đạo 24 huyện Quảng Sương xử lý nghiêm hành vi vi phạm đối với các đối tượng giả mạo hồ sơ hưởng chế độ chính sách của nhà nước thiếu trách nhiệm trong quá trình xét duyệt để lọt đối tượng không thuộc diện được hưởng Ngày 9 tháng 3, Ban chỉ đạo 24 tỉnh Thanh Hóa có văn bản gửi huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Quảng Sương và Ban chỉ đạo 24 huyện Quảng Sương đề nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm những sai phạm đối với Chủ tịch Hội đồng Chính sách và các thành viên trong Hội đồng Chính sách xã Quảng Yên với các nội dung sai phạm mà Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa đã chỉ ra, đồng thời thu hồi quyết định và số tiền đã hưởng của 7 đối tượng trên. Riêng ba đối tượng là cán bộ, đảng viên cần kiểm điểm xem xét hình thức xử lý kỷ luật theo quy định. Báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo 24 tỉnh Thanh Hóa qua Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 24, chậm nhất ngày 26 tháng 3. Tuy nhiên đến nay, chưa có ai liên quan tới sai phạm lập khống hồ sơ hưởng sai chế độ chính sách trên bị xử lý, xem xét trách nhiệm. Chuyển sang tin tức tiếp theo, khởi tố hai băng giang hồ đâm chém nhau náo loạn đường phố Đà Nẵng. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 5, Công an quận Sơn Trà Đà Nẵng cho biết đã khởi tố 5 người về tội gây dối trật tự công cộng, đồng thời truy bắt các đối tượng bỏ trốn liên quan đến vụ hỗn chiến náo loạn đường phố vào tối 25 tháng 4. Khuya 25 tháng 4, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip người đi đường quay lại cảnh hai băng nhóm côn đồ mang theo mã tấu, đào, hỗn chiến trước khách sạn Alansi trên đường Lê Đức Thọ, phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, khiến người đi đường khiếp đảm. Trong đêm, trưởng công an quận Sơn Trà có mặt tại hiện trường chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an phường truy bắt các đối tượng. Đội cảnh sát hình sự công an quận Sơn Trà đã lập chuyên án truy xét. Qua công tác nghiệp vụ xác định người liên quan là Nguyễn Thanh Luận, chú quận Thanh Khê Đà Nẵng vừa vào một bệnh viện để cấp cứu do bị thương tích. Khai thác nóng, luận khai nhận tối 22 tháng 4, Nguyễn Xuân Cường, chú quận Sơn Trà Đà Nẵng, Huỳnh Nhật, quận Thanh Khê Đà Nẵng và nhóm bạn ngồi nhậu tại quán Quay Đông, quận Sơn Trà của Phạm Văn Phú Khánh, 31 tuổi. Khánh qua bàn nhậu của Nguyễn Văn Hà, 34 tuổi, chú quận Sơn Trà mời bia. Hà hỏi giảm giá 10% chứ, thì Khánh nói tiền sữa cho con còn không có, giảm chi. Nhật ngồi bàn bên nói, qua nhậu ủng hộ anh em chứ giảm chi, như bàn của tao cũng không cần giảm giá. Nóng mặt Hà xông vào đánh nhóm Nhật, Cường, nhưng được can ngăn nên hai nhóm bỏ đi. Tối 25 tháng 4, Luận, Nguyễn Viết Vũ, 34 tuổi, chú quận Thanh Khê, ngồi nhậu thì Cường kể lại chuyện bị gọi điện thoại dọa xử. Luận gọi cho nhóm đối thủ hẹn ra khu vực cầu Thuận Phước để giải quyết, nhóm của Luận mang theo đao kiếm đến điểm hẹn. Còn đối thủ là Hà, huy động nhóm có biệt danh phong khỉ, Phạm Công Diễn, chú Sơn Trà, Ngô Thành Dĩ, chú Sơn Trà và trên 15 người nghênh chiến, hai bên cầm hung khí, dàn hàng ngang trên đường phố và lao vào đâm chém nhau loạn xạ. Dạ. Ngoài khởi tố 5 người của hai nhóm trên, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Sơn Trà kêu gọi các đối tượng liên quan ra đầu thú. Chuyển sang tin tức tiếp theo, khẩn cấp lập đoàn kiểm tra vụ tố thức ăn ở cơ sở cách ly có giỏi ở Khánh Hòa. Thưa quý vị, sáng ngày 1 tháng 5, ông Bùi Xuân Minh, Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa cho biết đã thành lập đoàn đi kiểm tra khách sạn Ventana, Nha Trang sau phản ánh của phóng viên. Đoàn kiểm tra về vấn đề an toàn thực phẩm của khách sạn này. Tùy vào kết quả kiểm tra, Sở có biện pháp xử lý cụ thể, ông Minh thông tin. Còn ông Cung Quỳnh Anh, Phó Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết đã cử đại diện tham gia đoàn do Sở Y tế chủ trì. Sau khi có kết quả kiểm tra, cái nào thuộc trách nhiệm quản lý Sở sẽ căn cứ vào đó để xử lý Ông Anh nói Như đã phản ánh nhiều người đang cách ly y tế Tại khách sạn Ventana, Nha Trang Đường Nguyễn Thiện Thuận Phương Tất Lập, thành phố Nha Trang Tổ chức ăn nơi này cung cấp có giỏi Không đảm bảo an toàn thực phẩm theo anh Đỗ Văn Huy, quê Thái Nguyên, đoàn anh có hơn 100 người đang cách ly 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế sau khi nhập cảnh về nước theo diện tự trả chi phí. Tuy nhiên gần đây nhiều người phát hiện trong thức ăn khách sạn cung cấp có giỏi. Cách đây 4 hôm có người phản ánh thức ăn có giỏi. Khi đó khách sạn thừa nhận và hứa sẽ yêu cầu nhà bếp chấn chỉnh. Mình cứ tưởng vậy là xong khách sạn sẽ nghiêm túc sửa đổi. Nhưng sáng và trưa ngày 30 tháng 4 thức ăn có giỏi khiến ai cũng kinh hãi, anh Huy cho biết. Tương tự chị My quê Thanh Hóa ở phòng 401 cũng phát hiện có giỏi trong thức ăn. Theo phản ánh, trong buổi trưa ngày 30 tháng 4, có 3 phòng của 401, 402, 1501 đều phát hiện thức ăn có giỏi. Tất cả được chúng tôi quay phim, chụp ảnh làm bằng chứng, phản ánh đến khách sạn. Tuy nhiên quản lý khách sạn lại đổ thừa do chính chúng tôi gấp giò bỏ vào, trong khi giòi đâu trong phòng để mà gấp, anh Huy nói. Một số người đang cách ly trong khách sạn này cho biết phần lớn họ đang mang bầu và con nhỏ, nhưng vì thức ăn không đảm bảo vệ sinh dinh dưỡng nên có đặt đồ bên ngoài hoặc nhờ người nhà mang vào nhưng nhân viên khách sạn Ventana ra giá từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng mới nhận đồ giúp. Bạn em mang bầu 31 tuần không thể ăn được thức ăn của khách sạn nên đã nhờ mua 10 lốc sữa, nhưng nhân viên mang lên thì chỉ có 5 lốc và đòi 500.000 đồng tiền công, chị My phản ánh. Trả lời phóng viên chiều 30 tháng 4, bà Phạm Thị Thanh, quản lý khách sạn Ventana, Nha Trang thừa nhận có sự việc khách phản ánh thức ăn có giỏi ở khách sạn. Đúng là họ có phản ánh như vậy, nhưng tôi không tin vì thức ăn khách sạn đã được kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi nấu cho khách. Bà Thanh nói và cho biết, chính khách đã bỏ dòi vào thức ăn rồi vu vạ cho khách sạn để hạ uy tín. Cũng theo quản lý khách sạn Ventana, khách sạn đón hơn 170 người trong chuyến bay ngày 22 tháng 4, trong đó chủ yếu là bà bầu và trẻ con. Về chi phí, bà Thanh cho biết mỗi khách được cung cấp suất ăn 200.000 đồng một ngày, còn phí ở là 1,1 triệu đồng một người một ngày. Chuyển sang tin tức tiếp theo, bắt đối tượng trèo lên nóc nhà lấy trộm hoa lan ở Hà Nội. Thưa quý vị, mới đây, Công an quận Đống Đa Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Văn Dần, sinh năm 1986 ở xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Khoảng 3 giờ ngày 24 tháng 4, Dần đi lang thang trên phố Thái Hà, tìm kiếm gia đình nào sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi đến nhà số 71 Thái Hà, thấy dàn hoa lan, nghĩ là cây đột biến có giá trị, dần trèo lên tầng 2 rồi bám vào dây dẫn điều hòa sang tầng 5, số nhà 69 Thái Hà, lấy 8 cây hoa lan bỏ vào bao tải. Khi dần dòng dây thả bao tải xuống đất thì bị chủ nhà phát hiện bắt quả tang và bàn giao cho công an phường Trung Liệt, quận Đống Đa. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội theo hồ sơ, dân từng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Chủ nhà cho biết 8 cây lan bị lấy trộm có giá trị trên thị trường khoảng 250 triệu đồng. Hiện công an quận Đống Đa đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định. Chuyển sang tin tức tiếp theo, nợ 29 triệu bị cưỡng chế bán nhà cửa, thu hồi quyết định cưỡng chế, giải tỏa cây biên. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 5, vợ chồng ông Đào Minh Ký, bà Nguyễn Thị Vương ở xã Hòa An, huyện Phú Hòa cho biết vừa nhận được hai quyết định do Tri Cục Thi Hành Án Dân Sự huyện Phú Hòa gửi đến liên quan vụ cưỡng chế toàn bộ đất đai, nhà cửa của họ để thi hành khoản nợ 29 triệu đồng. Theo đó, Tri Cục Thi Hành Án Dân Sự huyện Phú Hòa thu hồi toàn bộ quyết định theo cưỡng chế kê biên. Xử lý tài sản ngày 14 tháng 12 năm 2018 của ông Ký Bà Vương, tài sản kê biên thể hiện theo biên bản kê biên ngày 4 tháng 4 năm 2019. Tri cục thi hành án dân sự huyện Phú Hòa cũng ban hành quyết định giải tỏa kê biên tài sản của ông ký bà Vương, gồm một ngôi nhà cấp 4 tường xây gạch, mái ngói, xà gỗ gỗ và tài sản khác gắn liền với quyền sử dụng đất có diện tích 185 m2 tại thôn Ân Niên, xã Hòa An. Như tin tức 24 giờ TV đã thông tin, vợ chồng ông ký bà Vương phải thi hành khoản nợ hơn 59,6 triệu đồng cho một người ở cùng huyện Phú Hòa. Đến cuối năm 2019, vợ chồng ông ký còn nợ 29,3 triệu đồng. Theo đơn vị thi hành án, do ông bà không trả nợ nên phải cưỡng chế kê biên tài sản để đảm bảo việc trả nợ cho người được thi hành án. Ngày 4 tháng 4 năm 2019, chấp hành viên tri cục thi hành án dân sự huyện Phú Hòa cưỡng chế kê biên một ngôi nhà diện tích 92m2 và một số tài sản khác gắn liền với thửa đất rộng 185m2 của vợ chồng người phải thi hành án. Theo thẩm định, giá tài sản này là hơn 433 triệu đồng. Sáng ngày 2 tháng 1 năm 2020, chấp hành viên tri cục thi hành án dân sự huyện Phú Hòa tống đạt thông báo ký cùng ngày với nội dung có người mua tài sản của vợ chồng ông ký mà đơn vị thi hành án đã thông báo bản đầu giá. Thông báo này hạn cho ông bà trong một ngày làm việc phải nộp đủ số tiền còn nợ trước thời điểm mở bán đấu giá tài sản vào đầu buổi chiều ngày 3 tháng 1 năm 2020. Nhưng văn bản ghi thời điểm chót phải nộp tiền là trước 14 giờ ngày 2 tháng 1 năm 2020, tức lùi lại đến 10 năm hoặc nếu nhầm năm 2020 thành năm 2010 thì thời hạn đóng tiền chỉ cách khi Tống Đạt thông báo vài giờ đồng hồ. Tài sản nêu trên sau đó được bán đấu giá thành cho một người ở thành phố Tuy Hòa. Vợ chồng ông Ký Bà Vương liên tục khiếu nại tố cáo đến cơ quan chức năng cho rằng chấp hành viên tri cục thi hành án dân sự huyện Phú Hòa kê biên thiếu tài sản của họ. Hai căn nhà nhưng chỉ kê biên một căn nhà còn thiếu tài sản là sân xi si măng, tường rào, cổng ngõ, hai xe máy, nhiều vật gia dụng có giá trị, đất trồng cây hàng năm khác rộng 217m2, phía sau ngôi nhà có lối đi riêng. Vi phạm pháp luật khi tống đạt thông báo gấp gáp khiến họ không thể thực hiện được yêu cầu nộp tiền trả nợ để giữ lại tài sản và văn bản thông báo có nhiều sai sót sau khi hàng loạt cơ quan chức năng như cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao ủy ban kiểm tra tỉnh ủy và ban nội chính tỉnh ủy phú yên vào cuộc tổng cục thi hành án dân sự có hướng dẫn thì ngày 19 tháng 4, tri cục thi hành án dân sự huyện Phú Hòa thỏa thuận với các bên liên quan để hủy bỏ hợp đồng phiên đấu giá, kết quả bán đấu giá tài sản của ông ký bà Vương. Ngày 26 tháng 4, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Phú Yên thông báo đã có quyết định kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với hai chấp hành viên có dấu hiệu vi phạm trong vụ cưỡng chế kê biên xử lý tài sản và tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Ký Bà Vương. Tin tiếp theo, ngăn chặn kịp thời hơn 40 quái xế tụ tập lạng lách trên đèo Hải Vân mừng lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Thưa quý vị, sáng ngày 1 tháng 5, Công an quận Liên Triều, thành phố Đà Nẵng cho hay đang tạm giữ 40 phương tiện xe máy đã qua độ chế không có gương chiếu hậu của nhóm thanh niên tụ tập trên đèo Hải Vân. Trước đó, chiều 30 tháng 4, hàng chục thanh thiếu niên tụ tập nẹt bô lãng lách chạy với tốc độ cao trên tuyến đường Nguyễn Văn Cử rồi kéo nhau lên đèo Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Triều. Nhận tin báo, Công an quận Liên Triệu phối hợp với trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp, phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng, Công an phường Hòa Hiệp Bắc phối hợp với bắt nhóm quái xế. Kết quả 40 phương tiện xe máy cùng các quái xế được đưa về trụ sở Công an quận. Kiểm tra sơ bộ các phương tiện này đã qua độ chế không có gương chiếu hậu, nhiều người điều khiển phương tiện chưa đủ tuổi. Tổ công tác tiến hành lập biên bản, tạm giữ 40 phương tiện xe máy các loại để tiến hành xử lý. Tại trụ sở công an, các quái xế khai nhận đã lên mạng kêu gọi nhau tụ tập diễu hành ăn mừng lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Chuyển sang tin tức tiếp theo, cháy lớn ngay trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khiến nhiều người bị thương. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 5, công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại dãy chung cư 3 tầng trên đường Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 10 giờ 15 phút cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại tầng trệt dãy trung cư số 48 50 52 Trần Hương Đạo. Lúc này nhiều người sống gần khu vực nhanh chóng hô hoán, tìm cách dập tắt đám cháy. Thế nhưng lửa ngày càng bùng lên dữ dội hơn. Tại hiện trường, bốn công nhân đang thi công trên tầng 2 trung cư la hét kêu cứu. Sau đó một công nhân nhảy từ tầng 2 trung cư xuống đất khiến chân bị thương. Ba người còn lại cũng chạy thoát trong tình trạng bị bỏng. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng điều khiển xe cứu hỏa tiếp cận hiện trường dập tắt đám cháy. Đến 10 giờ 30 đám cháy được khống chế. 11 giờ cùng ngày, trong lúc cảnh sát phong tỏa hiện trường, tại tầng 2 chung cư có hai người đàn ông bò ra trong tình trạng bị thương do ngạt khói và bỏng. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Theo ghi nhận, vụ cháy khiến nhiều tài sản trong dãy chung cư đang sửa chữa bị thiêu rụi. Chuyển sang tin tức tiếp theo, bắt đối tượng lấy trộm xe của người tình mang đi cầm cố. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Biên Hòa ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Văn Thành 25 tuổi, Trịnh Hồng Nhân 46 tuổi và Lê Thị Thương 41 tuổi đều ngụ tại thành phố Biên Hòa để điều tra hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo điều tra của cơ quan công an, Thành là đối tượng không nghề nghiệp ổn định, nghiện chơi game. Thời gian gần đây, Thành quen biết quan hệ tình cảm với bà NTG, 52 tuổi. Tối 24 tháng 4, bà Dê có nhờ Thành dùng xe máy của mình trở đến một tiệm xăm ở khu phố 3, phường An Bình, thành phố Biên Hòa để làm đẹp. Lợi dụng lúc bà Dê đang được nhân viên chăm sóc, Thành đã lấy chiếc xe máy hiệu Honda SH của bà rồi bỏ trốn. Sau khi lấy được chiếc xe này, Thành mang đến cầm cho vợ chồng nhân và thương được 13 triệu để lấy tiền chơi game. Biết rõ chiếc xe là tài sản mà Thành lấy trộm của người khác, nhưng vợ chồng nhân chấp nhận cầm cố mà không trình báo cơ quan công an. Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng trinh sát, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Biên Hòa đã vào cuộc xác minh, triệu tập các đối tượng liên quan đến làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Tiến hành khám xét nơi ở của Thành, lực lượng công an phát hiện 58 xe máy các loại chưa xác minh giấy tờ nguồn gốc. Trước những dấu hiệu trên, cơ quan công an đã tạm giữ số phương tiện này để tiếp tục điều tra xác minh. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin tức 24h TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều, mời quý vị hãy để lại trong phần bình luận video để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của Tin tức 24h TV.